có beta đó. Chiều có beta. Cái gì đây cá phước? Một con ốc mượn hồn. Ốc con ốc mượn hồn. Lấy đi cháu, này đẹp nè. Một. Thì con lấy đi, con lấy nào lấy cho con. Lấy cho con. Từ từ, từ từ. Để cho cô lấy đi ai biết. Để cái ly vô. Cho con này. Con nhỏ này là con bự rồi. Của BCT nha. Ngày hôm nay BCT dẫn hai anh em nàng đi đi đại náo bà bán cá dạo. Rồi mà đi quay số bà bán cá dạo kìa. Rồi bây giờ đi. Bây giờ coi hai anh em này có nhiêu tiền nha. Kìa hồi đông quá đông rồi các bạn ơi. Đâu con có bao nhiêu? 1.000. 20. Cho tất tài với bạn không? Mất bà luôn rồi. Phải biết quý ăn được quả không nữa kìa. Thôi giờ đi lại các bạn ơi. Đây. Quả đông rồi, quả đông rồi. Trời trời quay đông kìa. Ủa này có ốc gì nữa trời. Ốc muôn hồn hả? Chuột nữa kìa các bạn ơi. Quả đông luôn rồi kìa. Vui 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 vui. Chưa, con định quay gì để cho cô bán xong đi tí mình rồi con quay luôn đây rồi. Vô con nhỏ này chơi liền các bạn ơi, chơi liều. Vô không, vô không, vô không. Hết rồi hả? Hết rồi các bạn ơi. Cá nhỏ. Cá nhỏ rồi. Quá trời luôn bạn ơi, mấy đứa nhỏ nhỏ. Ơi này trúng cái gì vậy, này mua hay là trúng vậy? Mua hay trúng vậy? Mua hả? Nhiêu, 50 hả? Quá dữ luôn trời. Quá trời luôn. Anh em này nãy giờ quay mấy lượt rồi? Không phải lượt thằng em, còn nãy giờ nó ăn có 3 lượt. Này 3 lượt chúng được có 2 con cá nhỏ đó hả? Không, một con cá bị màu, cá nhỏ với ăn. Lấy con sim nhỏ. Nhỏ luôn, sim nhỏ là gì? Cá sim hả? Úp á, nãy giờ chưa luôn mà cứ ăn coi. Chưa được mà thích ăn hả? Rồi con hết tiền rồi hả, đắt tay đó hả? Mau với trời. Thôi để coi sơ coi có những gì nè. Ôi, hamster. Cái này là quay 2 lần trúng phải không? Quay một lần tự chọn 1 lần lấy con chuột. Trời, 1 lần 5.000 là trúng hả? Là tự chọn lấy con chuột. Rồi, bây giờ quay 3.000 là 2 lần tự chọn hả? 33 luôn, đùn đó nhỏ này được 33 kìa. Con chuột nào? Rùa mà trúng. Rùa đó nó chỉ ăn rùa nè. Rùa không trúng rùa. Hồi nãy tao kêu mày quay. Thôi bây giờ là quay về nói tùm lum tao kiếm ba trăm con rùa. Hồi nãy mày nói ba mua 2 lượt quay cho tao đi. Im im dạo. Còn đứa nào quay nữa không kìa? Cá chép nào, cá chép nào? Ông già nó chung quả. Thôi bây giờ là con này quay nhiêu không quay ngay. Tao chưa tao có thấy ông quay nó giúp. Bao nhiêu? Quay 3.000 chúng ta phước. Qua tôi về nhà, quá trời này có ốc mượn hồn nữa các bạn ơi. Tất tài luôn. Thôi. Quay đây. Cái này con này quay tiếp nữa kìa các bạn ơi, hai anh em này. 7 màu. Khó ăn chưa? Thôi cho mày luôn á em ơi. Kìa vớt để đại để Phan thấy vô bọc nha. Đắt nhẹ thôi. 7 màu nữa. Đắt nhẹ chút 7 màu. Ồ hình như không có viên với lại. Thôi bây giờ là tới tôi nè. Hình như không có viên với lại ốc mượn hồn rồi. Còn chúng ta phước là có ốc mượn hồn được á. Thì nào vô cá phước là lá mượn hồn phải không? 7 màu rồi. Rồi còn dòng nữa kìa. Đừng quay nhẹ đi trời. Thức ăn nó. Rồi hai anh em này su cà na quá rồi. Rồi bây giờ tới tôi chơi nè. Rồi tới quất 10 lượt nha. Để sao vậy? Để ta. Để đây được không? Để đây được không? Đúng rồi. Để đây đi. Ấy nó kê cái kia kìa. Để mày ra dễ cho đó. Ủa, hồ bán được không con? 1, 2, 3. Giờ 10 lượt nghe. Tắt tay con bà hai cái kìa. Ơi con trúng đây rồi. 1 lượt. Có tắt ta, chịu có beta đó. Chịu có beta. Cái gì đây cá phước? 1 con ốc mượn hồn. Ốc con ốc mượn hồn. Lấy đi cháu, này đẹp nè. 1. Thì con lấy đi, con lấy nào lấy cho con đó. Từ từ, từ từ. Để cho cô lấy đi ai biết. Để cái ly vô. Được mới vô. Lấy cho con này. Con nhỏ này là con bự là phải tự chọn mới được. Con nhỏ. Lấy con. Thôi bây giờ bà Phan từ từ đi, giờ tới lượt thứ hai nè. Lấy con. Tập trung coi. Rồi lại quay đi. 7 màu. 2 lượt. 2 lượt đi. Nhanh lên chú ơi. Thức ăn 3 lượt rồi đó nè, đứa nào quay đi chú nhường cho quay trước đó. Con khô máu rồi chú. Cái quay đây. Chưa quay 3 lượt rồi. Rồi tới đứa nào quay kìa. À, quay đi chú nhường cho quay trước đó. Ốc xùi vậy chị á.
chúng nè. Vô 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 cái gì đây? Cái gì đây? Trời chút xíu nữa là được ốc mượn hồn rồi. Có con còn rồi anh. Sao mà con nãy nặng với ta? Con phải để im gu rồi nó mới di chuyển vậy, nó sợ là nó trốn đó. Con ốc mượn hồn có. Ba vô xin cái ly bỏ người thôi. Thôi mình có mình xin chị. Không, cái ly. Cái nào con cái màu lên cho lấy hai luôn chưa? Cái nào luôn cho. Nãy giờ chú. 3 lượt rồi đó. Lượt này lượt 3 nè. Nó xong rồi đó phải không? Hả? Nó quay 3 lượt rồi hả? Nó cố người ta mà tôi. Dạ cái dạ. Rồi, cũng rồi vòng nó xong rồi. Rồi xong đó 3 lượt rồi đó. Rồi bây giờ là tới mình nè nghe. Quý quá xu. Tới lượt thứ tư nè nghe. Quý quá xu. Quay nữa hả? Nó quay. Quay nữa quay đi. Rồi tới chú quay phải không? Đây nè bắt đầu nãy nó nãy giờ nó xui nha các bạn. 4 lượt, lượt thứ tư nè nghe. Cái gì đây? Bánh ngọt hay kem cây? Tư. Trời ơi, chút xíu là vô tự chọn rồi. Rồi thức ăn để đó đi. Rồi kìa có quay không? Quay đây mình 4 lượt rồi đó. Rồi chú ghi gì coi, chú còn có 2 lượt. Ủa đâu, chú tới 10 lượt luôn mà. Chú quay 10 lượt. Có 2 lượt à. Chú mới quay có 4 lần à. Có đâu nó quay riêng mà. Ủa của ai nó tính mà. Đâu có liên quan chú đâu, chú đâu biết đó đâu. Trời ơi, chút xíu rồi cả phướng nữa rồi. Ok kìa, nó còn không, nó còn lượt nào nữa không? Nó còn quay đi. Ok. Đâu có thức ăn nữa bên đây, thức ăn còn không, rồi cho tới chú quay rồi quay đi. Quay nữa hả? Không quay nữa, bé nó tắt tay luôn các bạn ơi. Tắt tay đi luôn. Lần thứ 7 nha. Không lẽ quay 2 lần không? Phải bắt được một con chuột hamster dễ thương mới được. Kê 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 ba đôi. Ba đôi. Ba đôi. Lần thứ 8. Lần thứ 8 đây, bánh ngọt hay kem cây. Mình thấy như vậy nè nó mới hồi hộp, chứ mình mua thì dễ quá rồi. Thằng trên. Cái gì đây? Cái cấp trời ơi 7 màu. Lần cuối cùng. Cái gì đây đây. Thức ăn rồi vậy. Sukana rồi. Rồi đứa nào quay nó quay đi kìa. Một lần tự chọn nó để đó một bên đi. Chú. Đang cho con ốc phù hồi chú. Cho phù hồi bự được á. Chưa một chút đi. Chút tính mình quay xong đây rồi mình tính. Thức ăn bé nó vô thức ăn nó kìa các bạn ơi, quả trời nhung nhau nhung nhau. Gần với bé nó quay nữa kìa. Quá trời luôn. Đây là cái địa điểm nè các bạn. Đúng rồi, tí gì tổng kết rồi chứ mới lấy. Quá dữ rồi các bạn ơi. Đây mấy bé này đông quá đông luôn nè, thấy không? Má xá luôn. Này còn mấy lượt nữa, quay luôn đi. Quay cho xong đi tới chú chứ để chơi bị ngắt quãng mắc vui. Đây nè. Định để cho tôi quay xui xong tới bạn quay hên hay gì đây? Thức ăn luôn. Bé này vô căn các bạn ơi. Quá trời luôn. Cái gì đây? Quay video. Tự trời ơi chút xíu nữa à. Cái gì mới ăn qua vậy? Rồi xong chưa còn lượt nữa phải không? Này là gọi là thánh thức ăn rồi nè. Hai lần ăn. Ngày lần này mà chú ăn nữa là ổng xu lắm luôn. Thức ăn quá bự mà. Thức ăn nữa rồi kìa. Trời thức ăn nữa có bên tự chọn không này. Ủa, nãy chú có cá không? Không. Tên bạn ấy nè. Bạn này quay mặt không cảm xúc luôn. Ai? Quay không cảm xúc luôn. Mày. Tất tay với bà này luôn. Rồi nhắm nè. Rồi nhắm nè. Để thử cái ăn quá. Còn quay vô thì thôi vậy biết. Còn bé nữa kìa, bé đó. Giữ đi mà. Bé đó quay. Quá trời luôn các bạn ơi. Chuột nó ngủ gì với hư vậy trời. Thì đáng của hồi là đang chừa một lượt tự chọn để bắt chuột nè. Nhỏ nhỏ nghe. Rồi tới bạn này lại quay. Là còn lượt nữa. Chim ơi, ai? Anh này luôn. Quá trời rồi. Ốc này cho chó ăn gì trời? Ăn củ sắn hả? Ăn rau củ hả? Ăn dưa leo được. Dưa khô mình hả? Khô đặc mỡ
Chưa, để họ quay cái nữa. Không, chuột nó đang cho leo cá nhỏ. Ở trên cự chọn chim mi. Để cá nhỏ cho mi là lỗi. Ủa chim mi còn 5 ngàn không? Chồng mày xin con mi mang giúp cô chị. Giúp cô chị à? Chị ơi, còn 5 ngàn không? Rồi bé này rồi xong rồi đó, cũng xong cục kẹo rồi bé ơi. Tôi tắt tay con bà hai luôn các bạn ơi. Rồi mấy đứa còn quay nữa không? Nhiều lắm. Quay còn nhớ nhớ bữa hôm quay clip lần đầu tiên đây nè. Đó, bảy màu. Kìa đó, xuất quay hay nữa không? Một cái em học trường nào? Gì? Nó học trường tiểu học. Rồi bây giờ có ai quay được không? Vâng, mà bây giờ tới BCT làm 10 lượt đó nghe. Là 2 lần 10 lượt rồi đó nghe. Cái gì đây? Bánh ngọt hay kem cay? Lượt đầu tiên, tự chọn chắc rồi, khỏi nói. Trời đất ơi, rồi thức ăn luôn, vô rồi nè. Lượt thứ hai cái gì đây, bánh ngọt. Rồi ơi, cái dòng tự chọn nó qua mất tiêu rồi. Ba, hô, được có ba luôn. Ngày đem cái này ngày mai tặng cá miễn phí cho mấy bạn. Ở bạn nào ở nhà là tặng cá miễn phí luôn, tặng beta miễn phí luôn á. Ngày mai có chương trình tặng miễn phí. Ở Phú An rồi con. Lượt thứ ba. Tại vì ngày mai là tặng cá miễn phí ở tại nhà của BCT nha các bạn. Là cá đẹp nha, beta là bao đẹp nha, BCT là cá bao đẹp nha, 7 màu luôn. Lượt thứ tư. Ba luôn. Tiếp tục là thử năm. Ba hoài luôn nha trời. Lượt thứ tư tới lượt thứ năm. Lần bánh ngọt hay kem cây tư chọn rồi. Chưa tự chọn rồi chưa. Lượt thứ sáu trả lời cái này, kiếm thêm lượt tự chọn nó bắt con chuột mà hơi khó quá bạn ơi. Bằng lòng mơ cả xem nhỏ rồi cho xe can luôn. Lượt thứ mấy rồi? Sáu, thứ bảy tự gọi nó qua xong là tự tử rồi đó. Cá nhỏ nhớ nghe mọi người, ngày mai rảnh qua BCT nhận cá miễn phí nghe. Phú An Phú Tân An Giang ngay khu dân cư luôn, lại tới chỗ là hỏi tên là người ta biết nha. Thứ tám rồi ba nữa thôi. Ba có đổi được con gì không? Không cho đổi luôn. Thôi không có đuôi. À, lấy ba đi đỡ rồi. Gì? Hết ba luôn hả? Hết ba kiếm cái gì đi. Trời ơi, chúng hết ba luôn rồi. Rồi hết ba quay ba lượt rồi. Giá chân hai con. Nó bán ngày chứ nào rồi? Lượt thứ 9 nè nghe. Lượt thứ 9. Ủa sao kỳ vậy? Lượt thứ 9 cá phướng. Bảy màu hoài luôn trời. Mày chút xíu. Rồi lượt cuối cùng nè, lượt cuối cùng đó là rút các bạn ơi. Lượt cuối cùng. Xui quá. Hai anh em nãy giờ trúng được gì rồi? Trúng được. Nãy giờ cũng muốn lém của chúng. Ba nữa kìa. Bây giờ cho thiếu hàng ba đó, khỏi lấy cái kia. Rồi, cho thiếu hàng ba đi, đúng rồi, không nuôi cánh bồm không có oxy á, nó khó ấy lắm. Rồi cho thiếu hàng ba đó nghe. Gọi là nãy một người tôi chọn bắt ốc bự đi. Bắt ốc bự cho con. Thức ăn luôn. Dạ. Ở đây ốc này nghe. Rồi nè, cho hai nhỏ nè. Anh em ơi. Ốc bự hồn. Rồi. Rồi mọi người ơi, tí nữa đem về đi rồi chia. Rồi bỏ vô. Rồi hai anh em nãy giờ tổng kết được nhiêu rồi? Từ từ về đi. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, BCT sẽ đi về đây.